Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hương sẽ làm cái món là bánh mì bơ đường nha. Làm trong cái nồi chiên không dầu á mọi người. Thì bây giờ Hương chuẩn bị sẵn là hai ổ bánh mì nha. Đường cát trắng. Đây nha mọi người, đường cát trắng. Và khoảng là đây 160 gram bơ ha. Đây cho mọi người, này là bánh mì của Việt Nam nè mọi người. Đây, ổ bánh mì như thế này ha. Đường cát trắng và bơ. Tại vì cái món bánh mì bơ đường này á mọi người, con nít nó cực kỳ thích ăn luôn. Cho nên là hôm nay Hương làm cho trời mưa á, không đi ra ngoài mua đồ ăn được nhiều á, nên là Hương bánh mì này là buổi chiều mọi người. Cho nên là nó có giòn tan luôn nè. Làm cho bí nhanh đi nhà Hương. Bánh mì mà giòn như thế này á mọi người, làm thì nó sẽ rất là ngon. Mình cắt bánh mì ra khoảng 2 cho tới tầm 2, độ dày khoảng tầm 2 cho tới 3 cm nha. Như thế này ha mọi người. Ổ này con cũng cắt giống như thế này luôn ha. Tại vì bánh mì này được sấy rồi cho nên là nó khá là giòn luôn á mọi người. Đây ha mọi người. Đây, cái bánh mì này nè. Nhưng mà sẽ tách nó lên như thế này nè mọi người. Luôn để cho nó bàn lại. Luôn cắt hơi dày. Hơi dày ha, tại cái bánh mì nó giòn á. Giờ cắt xong rồi. Đây cho mọi người xem nè. Bánh mì đã được cắt xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nấu bơ nha. Đây mọi người, bây giờ Hương sẽ bỏ bơ vào trong cái nồi này để cho nó tan chảy ra nha. Đây nè mọi người, bơ của mình nó cũng đã tan rồi nè mọi người. Sôi lên rồi nè. Đây ha, bây giờ Hương sẽ bắt đầu nhúng bơ ha. Nhúng đường bánh mì vào bơ ha mọi người. Cái bơ này Hương để trong ngăn đá tủ lạnh á, nó hơi sôi ha mọi người. Rồi, mình sẽ nhúng vào đường ha. Mọi người muốn ăn ngọt á thì mình cho nhiều đường nha, nhúng hơi hơi mạnh mạnh tay tí xíu ha. Đây như thế này ha. Rồi. Nhúng lại thêm một lần nữa ha. Rồi. Như thế này ha mọi người, đây. Này Hương nhúng khá là nhiều đường luôn á.
tại vì Hương cực kỳ thích ăn ngọt. Đây ha, rồi những cái tiếp theo thì mình cứ làm như vậy thế này ha mọi người. Đây nè mọi người, cái bánh mì Hương đã nhúng bơ rồi nè. Đây ha. Bây giờ Hương sẽ đem đi nướng ha. Nướng trên cái nồi chiên không dầu nè mọi người, cái nồi chiên thần thánh của Hương nè. Bây giờ Hương sẽ chỉnh nhiệt độ ha. Chưa vô điện à, Hương. À đúng rồi, cái nồi này mà mình đậy không kỹ á mọi người là nó không có vô. Bây giờ chỉnh nhiệt độ, Hương sẽ làm nóng nồi ha. Nóng nồi trước 1 phút đi ha. Đây. Đây nha cả nhà, cái nồi nó cũng đã nóng rồi nè. Bây giờ Hương sẽ bỏ giấy vô ha. Mình bỏ giấy bạc hay giấy nến cũng được nha cả nhà. Đây. Hương có giấy bạc thì Hương dùng giấy bạc ha. Mình sẽ sắp vô. Đợi lại ha. Nghĩ là nướng bánh này mọi người. Nhưng mà nhiệt độ thời gian Hương sẽ chỉnh lại. 160 phút trong vòng khoảng 6 phút thôi mọi người. Rồi. Đây nè mọi người. Wow, đây ha. Vàng ươm luôn này cả nhà. Nhưng mà Hương nghĩ là nó chưa có được được ưng ý lắm cả nhà. Bây giờ Hương sẽ nướng thêm ha. Khi nào mà bánh mì nó có cái độ vàng hơn nữa à. Bây giờ Hương sẽ canh thêm 180 phút trong vòng 3 phút đi ha. 80 độ trong vòng 3 phút ha. Đây ha. Đây mọi người. Phần bơ đường của Hương nó cũng đã xong rồi nè mọi người, chín rồi nè. Hương xem thử nha, bánh mì khá là giòn luôn á. Giòn tan luôn mọi người. Bây giờ Hương sẽ vớt ra ha. Đây nè cả nhà, bánh mì bơ đường của Hương cũng đã xong rồi nè. Hương bỉ một miếng bánh mì cho cả nhà xem nha, nó ròn rụm luôn nè cả nhà. Wow, đây nè, ròn tan luôn nè, ngon quá. Bánh mì giòn thơm cộng thêm cái vị ngọt ngọt của đường nữa, ăn khá là ngon luôn á cả nhà, thơm mùi bơ lắm. Bởi vậy con nít nó cực kỳ thích ăn cái món cái bánh mì bơ đường này nè mọi người, tại vì nó vừa béo thơm với lại nó có thêm cái vị đường ngọt nữa. Tại con nít là thích cái gì mà nó ngọt ngọt hoặc là thơm thơm béo béo là nó ăn nhiều á mọi người. Đây, Candy nhà Hương cực kỳ thích ăn cái món này nè. Hôm nay trời mưa á cho nên là Hương làm cái món này cho anh ăn, vừa nóng hổi và vừa dễ ăn nữa.